Trong chuyến làm khách trước Genoa ngày 8 tháng 10, tiền vệ người Mỹ Christian Pulisic vô lê mở tỷ số ở phút 87. Đến phút bù thứ 9, thủ thành Mike Maignan va chạm mạnh với Caleb Ekuban và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Khi đó, Milan đã hết quyền thay người và Giroud tiền đạo vào thay Alessandro Florenzi từ phút 66, xỏ găng, mặc áo xanh thủ môn của chính Maignan và về trấn giữ khung thành. Cầu thủ đang giữ kỷ lục ghi bàn cho tuyển Pháp để lại dấu ấn trong vai trò lạ. Phút bù thứ 14, Giroud lao ra đấm bóng trước mũi giày của Jorge Pascual rồi tiếp tục lăn xả và ôm gọn bóng. Khi trọng tài thổi còi mãn cuộc một phút sau đó, các cầu thủ Milan lao đến ôm Giroud mừng chiến thắng. Màn trình diễn trong 5 phút cuối trên sân Luigi Ferraris của Giroud lập tức gây sốt. Anh góp mặt với tư cách thủ môn trong đội hình tiêu biểu vòng 8 Serie A được ban tổ chức công bố ngày 9 tháng 10. Giroud cũng là cầu thủ Milan duy nhất góp mặt trong đội hình này. Sau trận, Milan cũng điền tên cầu thủ 37 tuổi vào danh sách thủ môn của đội bên cạnh Anthony Mirante, Francesco Nava, Marco Sportiello và Maignan. Câu lạc bộ nửa đỏ đen thành Milan cũng bán áo thủ môn Giroud với áo số 9 quen thuộc. Vài giờ sau khi quyết định này được chia sẻ trên mạng xã hội, chiếc áo thủ môn màu xanh của Milan mang tên cầu thủ người Pháp đã cháy hàng. Ngoài ra, Giroud cũng xuất hiện với vai trò thủ môn bên cạnh Alphen Areola, Brice Samba và chính Maignan trong danh sách triệu tập của tuyển Pháp. Thực tế, Giroud được xếp ở vị trí thủ môn trong đội hình tiêu biểu vòng 8 Serie A, đánh dấu một bước ngoặt đầy ấn tượng trong sự nghiệp của anh.